cho các bạn lại tới một cái podcast ngắn của mình ạ. Hôm nay chúng ta bàn luận về một cái chủ đề là cái tôi. Mình nghĩ đây là một cái chủ đề mình muốn nói cũng từ rất lâu rồi. Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, trời Sài Gòn khá là mát mẻ, mình đang uống một ly cà phê. Thật ra mình cũng muốn nói một đôi lời với các bạn về cái chủ đề này. Thì cái tôi nó có nghĩa là gì? Thì tôi theo tiếng Anh có được gọi là ego, là cái phần mà tính cách, cốt lõi, cái phần mà khi mà mình bị ảnh hưởng với các yếu tố gia đình và xã hội, nó là cái phần mà khiến cho chúng ta được bảo vệ trước cái những cái nghịch cảnh. Nó khiến cho chúng ta tự tin hơn hoặc là đôi khi mất tự tin, tùy theo cái mà mình cảm nhận được ở cái môi trường xung quanh. Nếu các bạn để ý thấy rằng là cái tôi thời nhỏ nó khá là ít, khi mà mình bị ba mẹ hoặc là những cái người thầy cô hoặc là những người lớn la về những cái lỗi gì đó của mình, có thể hơi me nheo một xíu nhưng rồi thì cũng hết. Nhưng mà khi lớn lên chuyện đó khác nha. Khi mình bị nói xấu hoặc là mình bị ai đó nói trong cái chuyện gì đó, dù nó có sự thật hay không, chạy với sự thật, thì chúng ta vẫn nổi một cái bản ngã trong lòng, kiểu là mình chọn lại cái đó. Thành ra là đó là cái tôi. Nhưng mà bạn nghĩ là cái tôi nó thực sự nó có nên có trong một con người không? Nghĩ một xíu đi. Nhưng mà riêng mà bản thân mình thì mình nghĩ là nó nên có. Nhất là một cái người làm về nghệ thuật như mình nữa, thì cái tôi là một cái vô cùng cần thiết. Nó giúp cho mình có những cái suy nghĩ và những cái lối đi riêng, những góc nhìn riêng của mỗi cá nhân trong chuyện làm nghệ thuật là cực kỳ quan trọng. Nó mới có những cái chất liệu riêng của mỗi người. Đó là điểm nhấn riêng của một tác phẩm nghệ thuật. Thành ra là cái tôi trong nghệ thuật là vậy đó các bạn. Nó thực sự rất cần thiết. Vậy thì cái tổ của cái tôi mình nhận thấy là như thế nào? Thứ nhất là mình thấy rằng là cái tôi giúp mình sống đúng theo kiểu là bất cần đời. Nó khiến cho mình có một cái kiên định riêng trong những cái lời nói xung quanh. Nếu mà giả sử như là những cái lời các bạn xung quanh mình khuyên ý muốn tốt cho mình thì mình rất là hoan nghênh. Chúng ta cũng không thoát khỏi những cái lời nói chống chọc hoặc là nói xấu của mình, thì thôi kệ họ, thế kiểu là không quan tâm. Vì mình biết được là cái giá trị cốt lõi của mình nằm ở đâu. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho mình biết mình nên xử lý cái vấn đề xấu tốt như thế nào. Và đôi khi có một số những cái lời từ chối về những cái chuyện mà mình thấy rằng là nó không đáng với cái giá trị bản thân của mình. Mình nghĩ đó là cái tổ của cái tôi đó. Ở một cái phương diện khác thì mình nghĩ là cái tôi nó cũng nên ở một cái chân mực nhất định. Chính bản thân mình chẳng hạn, mình bỏ qua cái danh là khiêm tốn ra, thì mình nghĩ rằng mình cũng là một cái người có cái tôi rất cao. Chẳng qua là mình không nói ra thôi, nhưng mà thực sự ra trong lòng mình vẫn luôn có một cái gì đó cứ nghĩ rằng là mình có những cái giá trị riêng của bản thân mình biết chuyện đó, và mình nhờ vậy mình tự tin hơn về bản thân. Nhưng mà nếu mình để nó đừng ác quá thì nó sẽ khiến cho mình có những cái suy nghĩ nó không tốt. Một trong những cái điều đó chính là cái sự tự cao và tự mãn đó các bạn. Mình sẽ không chấp nhận kiểu là có những người cùng trong lĩnh vực của mình mà hơn hẳn mình, trong khi mình cũng có một cái sự cố gắng rất là lớn trong những cái chuyện mình làm như vậy. Thì nó sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ nhìn lên rằng là chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Và đôi khi có những hành động khá là toxic, thế kiểu là muốn đạp người ta bằng mọi cách để cho người ta thua mình. Mà cái chuyện đó là chuyện không nên có. Một cái người quân tử không bao giờ làm vậy. Rồi nó cũng ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ khác, như là mối quan hệ gia đình, xã hội, bạn bè, đôi khi kể cả người yêu.
Các bạn có thể hay quan sát rằng các cặp hay kiểu tới với nhau một cách rất là nồng nàn, rồi sau một thời gian họ có những cái nhìn nhận về nhau, những cái mà họ thấy rằng không tốt nữa. Tại vì sao? Tại vì họ có hai cái tôi quá lớn, họ chưa bao giờ nhìn lại rằng trong mỗi việc của hai người đều có những cái sai riêng, và toàn bộ hai người đó vẫn có những cái tôi quá lớn và họ không bao giờ chấp nhận rằng là mình là người sai trong chuyện đó. Thế là khi hai người nhìn về hai phía thì trước sau gì nó cũng kết thúc thôi. Ai cũng nên có một cái tôi, nhưng mà bạn nên theo kiểu kiểm soát nó để cho nó vừa giúp cho các bạn tốt hơn trong cuộc sống, và nó giúp cho các bạn dũng cảm nói những cái lời từ chối với những việc mà các bạn thấy rằng nó không đáng và không nên làm. Mình thấy cái tôi nó như là một con sói vậy á, mà con sói nó có hai dạng tính cách: một là nó sẽ có thể giúp cho bảo vệ các bạn, nó là một con sói trong tịnh, nhưng mà trong lòng nó vẫn có thể nhe răng và cắn chết bất cứ ai mà nó cảm giác nguy hiểm. Thành ra là hãy kiểm soát con sói trong lòng bạn để cho nó vừa đủ để bảo vệ bạn và những người xung quanh, nhưng mà nó không lấn át tâm trí của bạn, làm ra những hành động mà sau này bạn sẽ hối hận khi mà cái tôi của bạn quá lớn. Mình mong rằng là các bạn có thể suy niệm hàng ngày về những cái sự việc xung quanh mình nó xảy ra cho mình, nó là những cái bài học. Podcast này nó cũng khá dài rồi. Nếu mà có ai thắc mắc chuyện gì đó thì có thể nhắn tin cho mình trên cái bài nhé. Cái video này nó giúp ích cho các bạn thì các bạn có thể share hoặc like cho kênh của mình để cho nó mang tính chất nhân rộng và đại chúng hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở một số cái podcast sau.